Cứ vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, số trường hợp bệnh nhân nhập viện do pháo nổ trong tình trạng chấn thương nặng lại tăng, đặc biệt ở lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Những ngày gần đây, các bệnh viện trên cả nước liên tục tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho nhiều trường hợp tổn thương nặng do sử dụng pháo tự chế, trong đó có trường hợp tổn thương đa cơ quan và trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phải huy động nhiều chuyên khoa để mổ cấp cứu không ít trường hợp bệnh nhân là các em học sinh phải nhập viện cấp cứu điều trị trong tình trạng đa chấn thương phải cắt cụt chi mù mắt chịu di chứng tàn phế suốt đời để phòng ngừa những vụ việc phức tạp xảy ra mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp quản lý giáo dục con em của mình không liên hệ qua mạng xã hội để mua bán hóa chất vật liệu về chế tạo sử dụng các loại pháo nổ để phòng tránh các tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra